chào. Mình tên là Nguyễn Bạch Mỹ Linh, năm nay 36 tuổi. Hiện mình đang ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Mình đã có chồng và hai đứa con trai. Mình thích hát cải lương là từ hồi lúc nhỏ lận. Ba mình là nhạc sĩ đàn cổ, ba mình có dạy ở nhà. Thì mình nghe hoài riết rồi mình biết hát hồi nào mình cũng không nhớ luôn. Chồng của mình là khán giả đầu tiên của mình. Ở nhà mình tập chỗ nào mà vợ chưa có được, hay là hát chỗ này chưa có được, hay là chỗ này nó như thế nào thì chồng mình góp ý. Trước khi bà xã mình ra sân khấu thi thì mình cũng an ủi và động viên bà xã cố gắng thi cho tốt phần tiết mục của mình, thì mình chỉ cầu mong bà xã thi tốt và mong ban giám khảo và khán giả ủng hộ. Về tiết mục đêm nay là mình cũng muốn đem tâm huyết của mình, đam mê của mình góp một phần vào cái ngành cải lương, và mình cũng cầu mong cho là ngành cải lương này sẽ sống lại. Và mình cũng rất là ao ước là hai bé của nhà mình á cũng có niềm đam mê về cải lương giống mình. Trong tàn cảnh đã đêm, chẳng còn bao lâu nữa, ta phải lên đường sang chim quốc. Thank you.
tiếc ơi đành rời xa trong nỗi nhớ. Biển xanh sông bạc muôn trùng, xin hiểu cho lòng của công chúa Huyền Trân. Đón xem chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam được phát sóng vào lúc 21:15 thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3.